lại clip của mình nhá. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm một clip làm thử rượu Thái Lan. Đấy. Xem nó có lên không? Và mình sẽ test thử xem là như nào nhá. Anh em cùng đón xem clip của mình nhá. Xong bộ khung ở đây mới vót xong rồi đấy, mới vót xong bộ khung. Đây là hai cái nan diều, hai thanh diều rồi. Hai đầu này thon này, nhỏ ti lại, là giữa là to ra. Đây là thanh giữa này, em cứ để dài này, xong là có gì thừa thì mình cắt đi, thừa thì mình cắt đi ở dưới cuối kìa, dưới cuối cái chưa vót này. Còn đây là hai cái thanh bánh lái, một thanh dài một thanh ngắn, em cũng vót ở giữa to ra hai bên nhé, nhỏ dần ra hai bên này. Đấy rồi, bây giờ đến công đoạn lắp ghép nhá. Em sẽ lên khung con này xem là ra hình thức như nào, mình còn chưa hình dung ra cơ. Gần thành rồi. Trông giống giống rồi đấy. Anh em đón chờ nhá, thì mình sẽ làm tiếp.
các bác ơi, em làm xong con diều rồi nhá. Trông nó không được đẹp cho lắm. Đấy. Trông giống như một bông bông hoa hồng hay hoa sen gì đấy. Rồi anh em chuẩn bị đợi chờ siêu phẩm, mình sẽ khâu con này nhá. Mình sẽ khâu ngay vào luôn con này. Để mình sẽ cho lên không trung luôn. Để test thử anh em xem. Cõng sáo luôn. Test con diều đấy nhá. Làm xong rồi. Quý ơi ra đây tung. À đi tung đây ha. Em tung. Học thằng tôm. Tôm tung với chú nhá. Tôm rồi. Không có gió xuống rồi anh em ơi. Kéo lao đây rồi. Chạy phát lên nhưng mà không có gió.